mình thấy chương trình này rất là ý nghĩa, mình rất là thích xem mấy cái format kiểu game show như này, và nó cũng rất là hợp với cả những cái anh em rapper, tại vì là những người rapper thì thường viết nhạc bằng nội tâm và những cái cảm quan về cái xã hội, thì qua chương trình này mình sẽ trải nghiệm được nhiều hơn về cuộc sống, về những cái mảnh đời mà thực sự là mình chưa gặp bao giờ. Và dù là một người nghệ sĩ, thực ra những cái sở trường của mình thì nó lại không phải là những cái quá là sở trường với những format của game show như này, nhưng mình hy vọng là với những cái thử thách nó không phải là cái mức quá kinh khủng của chương trình, mà mình sẽ cố gắng hết sức để gọi là mang về những cái kết quả, để coi như là một cái quyết tâm, tấm lòng, cứ gọi là vượt qua chính mình. Cũng như là đây cũng là một cái cách để mình gửi cái tình yêu, gửi tình yêu thương, không mọi khi là gửi qua bài hát, bây giờ là sẽ gửi qua những cái, thông qua những chương trình như này để đóng góp được nhiều hơn cho xã hội, cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Anh em đi từ thiện theo kiểu là đi xa hoặc là đi đông quá, mình thì thường thường là làm những cái gì mà mình biết thôi, nhưng mà cũng là những cái mảnh đời mà éo le nhất, là thực sự là nhìn mình cũng có, mình cũng là phụ huynh, mình cũng có một hai nhóc rồi, và có cả một cô con gái rất là dễ thương, mà mình nhìn mình cũng thấy đồng cảm. Khi mà hoàn thành cái thử thách của mình thì mình thấy nó cũng không phải là khó, nhưng mà có thể là do gì, thứ nhất là gì cái khí hậu ở đây nè, mình mới ra một cái nó nghĩ nó lạnh như vậy. Thứ hai là mình chơi ở ngoài trời nữa, nên là cái độ chính xác nó không có, như thế chắc là thôi nó tốn rất nhiều thời gian của chương trình, nên là cái số tiền nó cũng không được cao. Có một cái gì đó đưa mình gần gần gũi hơn với đời sống của bạn, đời sống của những người khó khăn như vậy á, thấy rất là gần gũi với bà con, đó là cái mà tự nhiên thôi. Và cái người chơi cũng vậy, cũng được cái sự hỗ trợ của bà con rất là nhiều. Anh Nghĩa anh hỗ trợ chuyện rất nhiều, anh Nghĩa cũng mọi người, anh Nghĩa cũng rất là mệt. Đó với Hà là một người mà từ giờ Long Biên ra mà Hoa chạy một vòng sau đó là Hoa thấy cũng mệt rồi, anh Nghĩa anh cũng phải chạy theo Hoa, và ngay cả những cái ekip cũng vậy, chạy hết một vòng sân đó, mình vừa chạy vừa nhặt những cái xô rất là nặng. Mình thấy là anh Nghĩa anh hỗ trợ cho Hoa rất là nhiều, và cũng cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Phỏng vấn câu này rồi thì thực ra vừa rồi mình cũng họp báo ra mắt cái MV mới, MV Hà Nội Chill, thì thực sự là nó cũng rất là tình cờ khi mà mình cái kế hoạch của mình cũng có từ trước rồi, nhưng mà từ bắt đầu là cuối năm ngoái là tham gia mấy cái game show, cũng là game show truyền hình mà cũng được các anh chị nghệ sĩ động viên rất là nhiều, mà tại sao thì không trở lại. Là Young Nong bây giờ cũng là một cái người đàn ông rất là lớn tuổi rồi, cũng phải gần 40 tuổi rồi các bạn ạ. Cho nên là Young Nong cũng phải có những cái, những người đàn ông khác cũng phải lập gia đình, cũng phải rồi tập trung cho những cái công việc, cho sự nghiệp chính của mình. Và khi mà đến bắt đầu cuối năm ngoái và năm nay thì Young Nong đã có một cái hậu phương nó vững chắc hơn và nó ổn định hơn, và có nhiều thời gian hơn để sáng tạo, cũng như là có nhiều cảm xúc nó cũng đến với mình, và mình cũng nghĩ là đây cũng là một cái, vừa là cái duyên, cơ duyên, mà cũng là một cái may mắn, cơ hội khi mà mọi thứ nó đều đến một cùng lúc, và Young Nong đã quyết định là mình cứ viết tiếp hát tiếp, và sẽ làm những cái mình thích. Và đến thời điểm vừa rồi thì đã cho ra đời được một cái MV mới,
Và trong năm nay thì Yano sẽ tiếp tục sẽ làm thêm nhiều tác phẩm mới nữa, và những dự án này thì thực sự là nó sẽ là một Yano toàn diện hơn. Như các bạn đã từng biết là mình là trước đây là mình hoạt động underground, thì sang bắt đầu năm nay thì mình sẽ có những dự án mà sẽ dành cho những cái concept và những cái format và đối tượng khán giả rộng hơn và mainstream hơn.